Sư thầy Tí Hon 30 tuổi chỉ bé bằng chai sữa đậu và thiên bẩm viết thư pháp dù không biết chữ. Sư thầy dù 5 lần 7 lượt được bác sĩ chuẩn đoán sẽ không sống quá 13 tuổi nhưng vượt qua cửa tử một cách thần kỳ. Nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai tin được vì sư thầy này năm nay đã 30 tuổi. Sư thầy Thích Nhuận Pháp khi sinh ra chỉ nặng 500 gram bằng chai sữa đậu, là một trong 17 ca sinh hiếm gặp trong vòng 100 năm nay. Với hình dáng quá nhỏ bé, gặp khó khăn khi đi học, lên 10 tuổi, cậu bé Nguyễn Duy Phương được bố mẹ gửi gắm vào cửa Phật. Các bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu bé Tí Hon khó lòng mà sống được qua tuổi 13. Thế nhưng bằng nghị lực của mình, sư thầy không những sống qua tuổi tử, mà đến nay đã hơn 30 tuổi, sư thầy vẫn sống khỏe mạnh. Thiên phú của sư là viết thư pháp, mặc dù bản thân trí nhớ kém, thể chất yếu nên không học được chữ. Một chữ bẻ đôi cũng không biết, chữ tiếng Việt không nhớ nổi, nhưng nét thư pháp lại như được thần dạy nên nhớ như in. Không chỉ viết thư pháp siêu đẹp, đã được kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là ông đồ nhỏ nhất Việt Nam, thầy Thích Thuận Pháp còn có biệt tài học võ, từ thiếu lâm túy quyền thái cực quyền, chỉ qua phim ảnh khổ luyện võ thuật từ năm 4 tuổi để nâng cao sức khỏe. Theo chân ông lão 62 tuổi ăn xin bị tâm thần tật nguyền về nhà, phát hiện cảnh tượng đau lòng đến khó thở. Hàng ngày, ông lê lết ở chợ để xin ăn kiếm tiền nuôi mẹ già, nhìn cách người đàn ông khuyết tật chăm mẹ, không ai cầm nổi nước mắt. Đó là câu chuyện về người đàn ông đã ngoài 60 tuổi bị khuyết tật và tâm thần nhẹ, sống cùng mẹ già ở khu phố 4, xã Xuân Hòa, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nhắc đến ông, nhiều người đều ngậm ngùi thương cảm bởi hoàn cảnh quá trớ trêu khi thân thể không được khỏe mạnh lành lặn như bao người, lại mắc bệnh tâm thần nhẹ. Điều đáng nói, ở độ tuổi đáng lẽ ra phải được con cháu chăm sóc thì ông phải bươn chải mỗi ngày để kiếm tiền chăm sóc mẹ già. Người dân xung quanh nhìn thấy ông đều giúp đỡ, người con cá, người mớ rau, có người thì cho tiền. Mỗi lần như thế, ông đều nụ cười méo mó như để cảm ơn và đáp lại lòng tốt của những người xung quanh. Trong căn nhà nhỏ nghèo nàn, người mẹ già của ông Mùi vẫn chờ con đi chợ trở về mỗi ngày. Mỗi lần trở về căn nhà nhỏ, người đàn ông đều cố đẩy bước chân khập khiễng đi thật nhanh để bón cơm cho mẹ. Người con hiếu thảo chăm mẹ từng chút một, chỉ khi mẹ đã ăn no rồi, người con trai 62 tuổi mới dám ăn. Nhìn cảnh ông Mùi ngày ngày chăm sóc nấu cơm và giặt quần áo cho mẹ, ai cũng thương cảm. Mỗi đêm đi ngủ, ông Mùi đều ôm chặt lấy mẹ. Ông sợ mẹ mù lòa không nhìn thấy sẽ bị ngã. Ông luôn lo sợ một mai đây nếu như mẹ không còn thì ông sống với ai? Và nếu lỡ như ông không còn nữa thì ai sẽ là người chăm sóc mẹ già? Dù bị khuyết tật và tâm thần nhẹ nhưng cách ông chăm mẹ già khiến ai cũng nghẹn lòng. Bà Lân, mẹ của ông Mùi mắc bệnh khớp và bệnh tim nên sinh hoạt rất khó khăn. Câu chuyện đẹp về tình mẫu tử thiêng liêng của ông Trương Mùi và mẹ được phát hiện trong một chương trình của đài truyền hình Phú Yên, thực hiện từ năm 2016. Đến nay, câu chuyện này được chia sẻ lại trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Được biết trước đó, sau khi phát sóng trên đài truyền hình Phú Yên, ông Mùi và mẹ cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Trong cuộc sống nhiều bộn bề khó khăn này, có lẽ còn nhiều những hoàn cảnh éo le như ông Mùi, bà Lân trong câu chuyện xúc động trên. Câu chuyện con trai đậu hoa râm chăm sóc cho mẹ già liệt giường. Mẹ chết rồi, con lấy vợ nghe sơn. Cách đây không lâu cũng từng lấy đi nước mắt của nhiều người. Số phận bất hạnh của hai mẹ con già ở Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Con đậu hoa râm đi chăm mẹ đau ốm nặng. Cách đây không lâu trên mạng xuất hiện một clip người đàn ông trung niên đang giúp mẹ già khoảng hơn 80 tuổi mặc một chiếc áo mới khiến cộng đồng mạng cảm thấy xúc động. Không chỉ biếu mẹ một tấm áo mới, người này còn giải thích: mai là ngày rằm, mặc đồ mới cho nó đẹp. Vừa ân cần giúp mẹ thay đồ, người đàn ông này còn hết lời khen bà mặc đẹp. Cụ bà cũng than thở về bệnh tật phải nằm một chỗ, tuy nhiên người con trai liên tục đấm bóp chân và động viên mẹ đẹp lắm. Những hoàn cảnh dù khó khăn ngang trái, nhưng hơn hết ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp của những đứa con đậu hoa râm đối đại hiếu thuận với mẹ già đau ốm. Có lẽ khi về nhà, cần hơn vật chất đầy đủ, đó chính là tấm lòng hiếu thảo của đứa con.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.